đôi chia cả bằng riêng tám bài anuman rùm anuman nhét cả bằng riêng tám bài sắc cam cả bằng riêng tám bài sắc chiếu cả bằng riêng tám bài riêng rô đặc sắc bánh há nâng cả bằng riêng tám bài riêng rô trong tiếng miếng cả tổ trong nạc chế nào hạ ở tờ lưu ca bà đồng đa cứ 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 bà ចេះប្រាប់ប្រាប់ចែកវិជ្ជាក្នុងការបង្រៀននិងអប់រំវិជ្ជាបត្រវិជ្ជាជីវៈដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យមានតម្លៃជាគ្រូបង្រៀនហើយបន្ថែមលើនេះទៀតគឺមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើបំណិនសិល្បៈទៀងផ្សេងមួយមានការកាត់ថ្មីមានការសហការនិងការត្រៀមចំណាយតាមព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងនិងចែកផ្សាយតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក sự ra trường bằng riêng vẫn cứ trở chế phẩm lớn xong và đẹp bằng riêng xong với chúng người là càng riêng hai trở ăn quát cả sao chiếu chiếu bằng trang rồi đem một chỗ thì sao bằng riêng thamay thamay đào thật đô bì thì sao bằng riêng tạm bì ả sạc cá tờ chiếu thì sao bằng riêng đã càng là chùi ở sân á mình thiết sạc cá bằng riêng hai bằng thay đến hiệp tiết ai bằng cá chiếu sạc cung với chi chí việc nông nay chạy lên cả một biến đại lo lo từ cứu nhà cứu xây xây tiền rồi về tiếp từ cứu nhà cứu từ chuyển một chuôi chuyển một đuôi áo sơ che pratusna che phía che tập sai bánh ha hạ ca nghĩa nâng che tập tập che tập chiếc control tất cả ca đi chỉ tạo một hai tay ngồi mình ca sai chiếc đấy từ nơi về đài trong những nhà mặt trong cam sợ xá làm thì bấy cứ buộc nhầm cái trên tham đi cứu bằng riêng bị tra nơi ta 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 thì sao bằng riêng hoàn toàn vì vô tạm sở máy ca tụ tí ho cả bằng riêng tạm bài tế rừng có cứu chạy bằng đồn này vừa ở sân lắm ạ sở cam mình nên xa một cái thiếp nên cả thả ca nên mình sẽ nghiệp nhẹ bằng đồn lo cho mỗi khi hai ca cập trà ná từ nghiệp tích tuổi hai mình sẽ ចេះដោះស្រាយបញ្ហាហើយទទួលបានចំណេះដឹងហ្នឹងក៏មិនសូវពេញលេញដែរដោយពួកគាត់ហ្នឹងអនុវត្តតាមតែគ្រូតែប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញចេះថាការមានចិត្តកម្មការរៀនចឹងគ្រូគួរតែប្រើភាសាថ្មីៗដូចជាភាសាបង្រៀនតាមបែបរីរោ tạm bài tập trai bánh ha sạc ca được biết xa nâng thì sao bằng riêng tạm bài nhỏ hai thì sao bằng riêng nhỏ bài nhỏ nít cứ chui sợ bằng chá nông ca riêng đôi chia phục quật ạt chạy bà chạy kịp chia nông ca riêng hai phục quật mình cả kịp chả năng nâng chạy bà sai tập tốt nề nông ca riêng hai bà dương tam lục ở lẽ thì con tạm phí quật bàn ai dùng đây ở bàn đồ khê tha ca tập xa tạm bài chúng rộng nâng cư chỉ ca liên mà chỗ nê đổ viên ca liên tù mục nghiên học nạ nâng ca liên tạm bài liên tình đấy đạt xong bà đẹp chùm đuôi rồi chia tù sạp để đào thông ca liên hai lục dũng tam lục chưa nâng Suzuki nam bị con của mối có qua ba lô kê hạ và hai nghiên lạc máy cư ca liên tạm bài chúng đó nữa cứ chia ca rồi một chỗ nghe là được biểu điện đại rồi một chỗ nghe tăng vì ca liên vì dòng ngái vì liên ý nên ca liên tôi một nghe thọ ta là một nạ hai nét ra chiếu xin lên nâng xin lên nâng xin dịch ký vì bọn đồng bơ và bọn đồ khí ở vị thị xa ca một liên tạm bài chúng đó nó phạm hai dùm bộ nhẹ ការជឿខាងលើពីអ្នកណាហើយគោលបំណងក្នុងការត្រាវជឿភាសាបរនេះគឺមានចំនួន2ទី1ការប្រើប្រាស់ភាសាបរនេះតាមបែបចម្រុះនឹងបានជួយសិស្សឲ្យរៀនសកម្មទី2ការប្រើប្រាស់ភាសាបរនេះតាមបែបចម្រុះនឹងបានជួយលើកកម្ពស់ដល់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងទាំង2ហ្នឹងក៏មានចំនួនត្រាវជឿចំនួន2ដែរ ការប្រើប្រាស់ភាសាបង្រៀនតាមបែបចម្រុះនឹងបានជួយសិស្សឲ្យរៀនសកម្មយ៉ាងដូចម្តេចទី2ការប្រើប្រាស់ភាសាបង្រៀនតាមបែបចម្រុះ
bàn chui lực ổng cuốc là phó sở xa là phó sở đại lịch tỉnh hai thị xa nông ca sở chỉ điêu ở đọc nhóm cư nhóm ra tam cùng sai phong nâng phạm mà bị sai phong chấm cùng sai nhóm viên ổng coi nhóm tí cư cùng rõ sống nua dân kê thả liên đào dân phí cài dục khê nông ca hành quật ở thị xa tầm bạch nhóm rõ nâng hai tí phí cư cùng rõ sống nua sống thịa thì sao một tiết tạm bài bài màn sai thì nhóm tư bình tách là khó tệ hay là cầm rong sửng nữa kể thả rĩa lấy kinh scale là ai tờ lớn cả điện bài tập cảm hai tí tăng lấy ca của mô thường nạn nó cứ nơi tờ là bà phòng cực xa tập ớ đào nhóm chơi rơi tài thả tị bấy mùi thả phốt cư nguyên sơ sở đốc tập rộng buồn nẹ xấy và mùi nẹ hai nguyên nhạc sẵn kết thì luôn buồn nẹ hai là tập hóa đại nhóm tập tuộc ba hai là nào cả đại nhóm là pra thi sa tạm bài chấm rộng nâng cư tìm muối nhóm phơ chìa mê riêng đại hông mê riêng nâng cư mình lập xa hai mình sửng nùa đọc bây lệ cho ông tên ra tớ áo sơ quát sập xa mê riêng muốn hai đi sao sửng nùa muốn tỏ mà dương chụp nền nông thả riêng bến đào thị xa lực lập xa là những án đặt nơi trong tỷ lệ kỳ đàm tờ máu những đại diện cả hai trong phương bản đích chúng nuôi bắt đầu trong xã hai xin ra lần phát ra hình tụ ba bị ca nếu khi chưa phòng rò rục hiệp đài sẽ tôn sự cao hiệp vấn sở nguyên ca bắt đầu phát nơi tạm tỷ lệ kỳ đàm nơi tỷ lệ kỳ đàm hai lần phát ra hình tụ ban vì ổng có đại nhóm bàn sẵn sàng chứa nâng cư ổng có tìm mối cư là khó nê ổng rõ sửng nứa sẵn kê thả điện đại dây ổng phí cài nhu khê nông cá ảnh bọt thị xa ổng rên tạm bài nhóm rõ cư nghiệp đọc bình lời thông thông cư tìm mối vì mình thổng nông nghề riêng tâm xa nghề riêng tâm và đẹp ổng tế sẵn đọc nghề riêng thị xa nghề riêng sẵn cao kiếp rũ ế dạ bọt nông cá riêng đọc sớ nâng chấm rõ là lạc phó sọc xa đỏ sở hai lạc phó là tụ ba nâng khiến tha miên ca vô sọc nâng cứ miên chiếp hiệu rốt của phí ca sập đó mà rồi hiệu rốt chẳng dưỡng ai dễ bàn tha và thi xa mở riêng ní cứ ba chùi sắp riêng dạng vật mẹ hai lạc phó này lạc phó mới tiết cứ lạc phó ba ngọc phí cầm rõ sửng ngúa sẵn kẹt ta cầm rõ sửng ngúa sẵn thiệt cụ phú tên ngộ thiệt cụ phú tên ngộ thiệt sau phê tu phong đại xa thanh nhỏ sơ miệng internet mối tiết cư là tập hoa này cầm rõ sửng ngúa sửng thiệt cư dây đã tôn bây mật thống thống cứ tìm mối dây đã tôn nâng hiệp bình chất nâng cá cho rung đọc bó sớt tờ lớ và cả hiệp điện sầu khẳng rõ ní cứ chưa xâm rõng xâm đầy sở chẳng sớt hoặc bình chất nông cá đi ông lạc hóng sạc hóng đại xa qua nâng bạn đang nghề riết bạn ăn nghề riết nâng ai cháu riêng cho chúng mùa một ai chúng lại tìm phí cứ chạy tôn tên nâng cá riêng là chuột ai được kẻ nâng nghiêng cá chuối tí ở bụng đài lúc hú tâm mũi tiết lúc hú này hú lư nhông ở thuộc bằng hài Chà, ơn, chà. Lưu, lưu, lưu. Chà. Chà, tí bí, ba mô tìm rõ thường ngươi của thiệt lịch nế cư ca riêng là thường ai là tết năng ca chuối biển ở phụ nai đều là chị bà hay khăn rõ ní cư chia sầm khổng rõng tầm đây mà sợ đài bọn bà chí lái tên năng thường ngươi là nhỏ mạng thiết chắc cư sợ phụ riêng của ai là tết rồi chị A và xe tư thật là lấy cá hai sát sát có quật miên ở thủ sạp đại ra tới sát sát có ọt ẩn tái quật ba miên là tiệm
ហើយសិស្សទាំងអស់ត្រូវមានសម្ភារៈទំនើបសម្រាប់សិក្សាដូចជាកុំព្យូទ័រ iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃដែរ
អាចនៅទី2គួរតែមានការប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបចម្រុះនឹងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រតាមបែបពេលនេះដើម្បីដឹងថាតើវិធីសាស្ត្របែបចម្រុះនឹងមានសិទ្ធិភាពតម្រូវណាហើយទៀតគឺគួរតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀននឹងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតអាចនៅក្នុងភាសាខ្មែរឬក៏នៅវិជ្ជាជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងថាវិធីសាស្ត្រនឹងអាចប្រើបានគ្រប់មុខវិជ្ជាហើយមានសិទ្ធិភាពតម្រូវណាហើយចុងក្រោយគឺអសាយោអញ្ចឹងបើបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនហើយក៏សូមអភ័យទោសរងហោដែរអរគុណច្រើនមានសំណួរអាចសួរខ្ញុំបាទសូមអរគុណចា៎អញ្ចឹងសូមដល់វេទិកាសំណួរចម្លើយសូមតាពីសំណួរបានណាប្រសាយ៉ាប់ពេលយើងនៅខោចបានជួយយើងសូមបាទវេទិកាសំណួរសម្រាប់សម្រាប់ប្រធានបងប្អូនហើយយើងសូមតែពីសំណួរទេដោយសារពេលនេះយើងរៀនខោចថាមកបងបងឈ្មោះស្រីសេរីរតនចាសូមឃើញគាត់ដែរបាទជំរាបសួរខ្ញុំមកលើកដៃតាក់ទងជាមួយនឹងបទបង្ហាញនេះហើយមុនចាប់ផ្ដើមសំណួរpresenter លើខ្ញុំឯងលើខ្ញុំចាគ្រូលើហ្នឹងហើយខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញានៅវិទ្យាល័យកត់មេនសាក្នុងខេត្តតាកែវហើយតាមរយៈការស្ដាប់ការប្រវត្តិបង្ហាញទៅវាស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាគេហៅថា blended learning ហ្នឹងវាជួយបានច្រើនបាទហើយសង្កេតពីដើមមកចឹងឃើញមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង pre test ហើយនឹង post test ហ្នឹងហើយសំណួរចង់សួរថាតើអា pre test ហើយនឹង post test ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមិញហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគេចំណាយរយៈពេលប្រមាណដែរនៅក្នុងការធ្វើ pre test ហើយនឹង post test ហ្នឹងព្រោះមើលទៅវាហាក់បីដូចជាប្រភេទមួយគេហៅថា experimental research ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួយបំភ្លឺបន្ថែមខ្លះនឹងតិចបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរពីតេនផតតេណាគឺសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះខ្ញុំធ្វើក្នុងក្រុមសាមារៀនហ្នឹងចំនួន5ក្រុមសាមារៀនហើយពីតេហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដែលយកគំរូតាមតេស្តង់ដាដែលមានយកតាមកម្រិតពលូហើយព្រីតេសណាគឺយើងធ្វើហើយព្រីតេសណាផតេសណាគឺជាតេសតែមួយទេប៉ុន្តែម្ដងយើងធ្វើព្រីតេសណាគឺយើងដាក់ធ្វើមុនពេលដែលយើងបង្រៀនដោយដាក់ដោយប្រើភាសាចម្រុះហ្នឹងដល់ពេលយើងបង្រៀនប្រាំក្រុមសានរួចហើយបានយើងដាក់ផតេសតាមក្រោយចាំដឹងថាមុនពេលបង្រៀននៅក្រៅពេលបង្រៀនតើសិស្សហ្នឹងមានការប្រែប្រួលបែបណាអរគុណសូមបន្តបន្តិចខ្ញុំចង់សួររយៈពេលហ្នឹងតើយើងធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើតាមមេរៀនហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះអីវាពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជា experimental research ណាបើ experimental research វាត្រូវការពេលវេលា3ឬក៏6ខែដើម្បីយើងធ្វើ pre test ហើយ post test ហើយក៏យើងមិនធ្វើទៅលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនមួយដែរគឺយើងធ្វើទៅលើវិធីសាស្ត្របង្រៀន2ដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាដើម្បីមើលថាតើវា significant difference ឬក៏អត់ចឹងណាហើយឥឡូវនេះបើយើងធ្វើរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតសួរថាតើយើងធ្វើទៅលើ perception របស់សាស្ត្រឬក៏យើងធ្វើទៅលើ content knowledge បើយើងធ្វើទៅលើ content knowledge មានន័យថាទោះបីវិធីសាស្ត្រអីក៏ដោយក៏វាប្រែប្រួលដែរឲ្យតែបរៀនទៅគឺវាប្រែប្រួលហើយអាហ្នឹងបើយើងធ្វើទៅលើ content knowledge ចឹងណាតែបើយើងធ្វើលើ perception អាហ្នឹងវាថាតាក់ទងជាមួយនឹង experimental research អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប្រណាំងអរគុណចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ pre test post test ហ្នឹងគឺយើងកំណត់វាកំណត់ថាយើងត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនហ្នឹងប្រមាណក្រុមសាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលក្រុមសាហ្នឹងហើយយើងបង្កើតជា pre test post test អាច3ទៅ4ថ្ងៃដែរសម្រាប់ធ្វើ pre test post test ហ្នឹងអ្នកមានអរគុណចា៎អរគុណ
Bài xa phê bì dương khai phê chân bó xanh chí nam miệng xung cố dương ách nâng bó chú cọng tớ nằm bài dương chân chào miệng tạm cọng chân xong.